vận động viên trẻ nhất Việt Nam tham dự SEA Games 31. Sinh năm 2007, em Văn Quỳnh Phương, học sinh lớp 9C trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lomonosov, Hà Nội là nữ sinh trẻ nhất Việt Nam dự thi SEA Games 31. Quỳnh Phương là thành viên của đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam. Theo đuổi đam mê khiêu vũ thể thao từ năm 12 tuổi, đến nay Quỳnh Phương đã sở hữu hàng trăm huy chương, giải thưởng lớn nhỏ ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Hành trình để đến với vinh quang không mấy dễ dàng. Không ít lần Quỳnh Phương phải tập đến đau lưng, trẹo xương, thậm chí mồ hôi hòa cùng nước mắt trên sàn tập. Sau giờ học văn hóa, ngày nào Phương cũng đến sàn tập 2 giờ. Quỳnh Phương còn có khả năng vẽ rất đẹp. Nữ sinh mơ ước sẽ một lần vô địch ở SEA Games. Và sau này khi không còn thi đấu nữa, em muốn trở thành một kiến trúc sư trong tương lai. Cặp nhảy của em hiện là đương kim vô địch U18 quốc gia. Tháng 10 năm 2019, cặp đôi Dancesport Tiến Mạnh Quỳnh Phương đã trở thành đôi vận động viên Việt Nam đầu tiên vô địch một sự kiện lớn của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới. Cặp đôi này hiện đang đứng thứ 142 trên bảng xếp hạng trẻ thế giới trong bộ môn Dancesport. Đây cũng là thành tích cao nhất của một cặp đôi Dancesport Việt Nam. Gần đây nhất, tháng 3 năm 2022, ở giải vô địch các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2022, cặp nhảy của em xếp hạng 3 ở nội dung toàn năng, thứ hạng dành cho người trưởng thành. Cũng nhờ kết quả này, Quỳnh Phương được chọn tham gia đội tuyển quốc gia và trở thành thí sinh nữ nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay của Việt Nam tham dự đấu trường SEA Games. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.